người lớn tuổi thường dễ mệt mỏi hay đau nhức xương khớp và có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao, cần được bổ sung nguồn dinh dưỡng đầy đủ. Supredan mới với chứa sức mầm bông cải xanh cùng vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp giảm mệt mỏi và ăn ngủ tốt, bổ sung canxi và vitamin D cùng với transferon tốt cho tim mạch theo khuyến nghị của FDA Hoa Kỳ. Supredan bổ sung dinh dưỡng dễ hấp thu cho sức khỏe luôn dồi dào. Đi mua Supredan mới, bổ sung khỏe, bạn cho niềm vui.